vụ nam sinh đường lên đỉnh Olympia, ai đã chỉ đạo chữa lửa bằng xăng? Nhắc đến cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, người Việt Nam từng nghĩ tới câu hỏi vì sao các nhà vô địch Olympia ít trở về nước làm việc. Được biết cho đến nay chỉ có 3 nhà vô địch trở về Việt Nam làm việc sau thời gian du học tại Úc. Chuyện thí sinh Chu Ngọc Quang Vinh, 17 tuổi, người đã giành được giải nhất vòng thi tháng của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia vào năm thứ 24, vừa được công an mời làm việc vì đã được ra nhận xét giáo xấu về đảng trên trang Facebook cá nhân, đã gây bão trên mạng xã hội trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Truyền thông nhà nước vào ngày mùng 2 tháng 9 cũng đồng loạt đưa tin thí sinh Chu Ngọc Quang Vinh, lớp chuyên Anh, trường chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái đã gây phẫn nộ với cộng đồng vì vô ơn với đất nước chỉ mơ mộng hão huyền nơi xứ người. Qua tìm hiểu Facebook, Quang Vinh đã viết một status trên trang cá nhân với nội dung: cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường mấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Và rồi tôi lại muốn rời Việt Nam, chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn đảng một cách tích cực hơn nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là kệ đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn ta thút quê, là giữ nguyên hiện trạng, nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi. Ngay sau khi status này được đăng lên trên trang Facebook, Sở Giáo dục tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc. Đồng thời, truyền thông nhà nước cũng đồng loạt tấn công em học sinh này, coi đây là hành vi chưa phù hợp, hành động thiếu suy nghĩ của Chu Ngọc Quang Vinh với cáo buộc gây phẫn nộ đối với cộng đồng mạng vì vô ơn với đất nước. Các hình ảnh và bài viết trên báo chí truyền thông nhà nước cho thấy Công an tỉnh Yên Bái đã làm việc với nam sinh vào ngày 2 tháng 9. Sau đó, nam sinh đã viết một status mới theo đúng quy trình như sau: xin lỗi về phát ngôn bừa bãi và nông cạn của mình và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những phát ngôn này. Trên mạng xã hội, ngoài một số đông lực lượng dư luận viên phẫn nộ theo tinh thần Hồng Vệ Binh, công kích nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh khi cho rằng có tài mà không có đức là vô dụng, là kẻ vô ơn. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ủng hộ em và cho rằng Vinh đã nói thật về ước mơ của mình và em khá dũng cảm khi dám nói ra những suy nghĩ cá nhân. Đây là điều cần được khuyến khích. Những điều nam sinh Vinh nghĩ và viết là dấu hiệu cho thấy đây là một người tài, có hoài bão. Nếu được định hướng tốt, được hưởng nền giáo dục tốt thì sẽ trở thành một tài năng lãnh đạo tương lai. Điều nam sinh Vinh biểu đạt đã phản ánh chính xác thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Đây là quyền tự do biểu đạt của mỗi cá nhân, thuộc quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam hiến định. Ứng xử của cơ quan quản lý tỉnh Yên Bái là khá thô bạo. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, đối với người chưa trưởng thành, dưới 18 tuổi, trong trường hợp này lẽ ra chính quyền nên cho phép nam sinh viên Vinh được tranh luận với các chuyên gia giáo dục để làm rõ về vấn đề đúng sai, không cần thiết phải đưa công an vào cuộc. Công luận thấy rằng bỏ qua sự đúng sai trong status của nam sinh viên Chu Ngọc Quang Vinh, việc Sở Giáo dục và Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương vào cuộc vô tình như đổ thêm dầu vào lửa và đã tiếp sức cho sự loan truyền thông tin bất lợi cho đảng và nhà nước đúng vào ngày mùng 2 tháng 9. Theo nhà báo Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn tiếp thị như sau: có ra gì một chế độ xã hội cảm thấy đắc thắng khi người lớn dùng công quyền để truy bức một thiếu niên vì quy cho nó vô ơn hay không? Xin đừng quên, trong một xã hội văn minh, nơi nhân phẩm con người được coi trọng, luôn đề cao câu danh ngôn: tôi có thể không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến cùng quyền được nói của bạn. Đó là tinh thần của một xã hội phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vụ nam sinh lên đường lên đỉnh Olympia, ai đã chỉ đạo dùng xăng chữa lửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng không được ân xá như ông Chu Ngọc Anh? Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đưa nhiều thông tin và hình ảnh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam,
người bị kết án tù với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự sẽ được đặc xá và trả lại tự do nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước vào ngày 31 tháng 8 đưa tin bà Hằng không được đặc xá trả tự do trước hạn trong dịp này, chỉ được đề xuất giảm án 24 ngày do cải tạo tốt. Việc bà Hằng được giảm 24 ngày được tuyên truyền là thể hiện sự nhân đạo của nhà nước. Tính đến ngày 2 tháng 9, bà Hằng vẫn còn phải chấp hành tiếp tục thời gian 3 tháng 24 ngày tù nữa. Trước đó vào ngày 4 tháng 4, bà Hằng từng được tuyên giảm 3 tháng tù trong phiên phúc thẩm của một số đồng phạm kháng cáo, dù rằng bà không hề kháng cáo bản án sơ thẩm. Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng là người nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn mang tính phản biện liên quan đến việc chỉ trích các nghệ sĩ nổi tiếng và cả một số quan chức trong các buổi live stream phát hành trực tiếp trên mạng xã hội. Sau đó, bà Hằng bị khởi tố bắt giam và kết án tù với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Đây là điều luật hết sức vô lý đã bị công luận quốc tế chỉ trích là không rõ ràng và thường được nhà nước Việt Nam sử dụng để bịt miệng những người dám lên tiếng chỉ trích chính quyền. Như vậy, với việc trại giam An Phước đề xuất giảm 24 ngày tù cho bà Hằng, thì đến đầu tháng 12 năm 2024, bà Hằng mới thi hành xong bản án hình sự. Đáng chú ý, mạng xã hội cũng so sánh bà Hằng với cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, người có thể sẽ được ân xá trong dịp này. Ngoài tội danh cố ý làm trái gây thiệt hại cho nhà nước 19,8 tỷ đồng, bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, còn bị Bộ Công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở vì đã nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt ngay tại phòng làm việc của ông. Nhiều ý kiến thắc mắc không hiểu vì lý do gì ông Chu Ngọc Anh không bị truy tố về tội nhận hối lộ, để cuối cùng ông Anh vẫn thoát tội nhận hối lộ, nay còn được xem xét đặc xá và được trả tự do trước thời hạn. Đã có những chia sẻ và nhận xét chua chát rằng thế mới biết đảng viên và người phản biện ai lợi hại hơn ai. Đó là chưa kể đến việc trong quá trình điều tra vụ án chuyện hi hữu xảy ra, đó là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan điều tra gia hạn tạm giam đến 8 lần trước khi đưa ra xét xử. Nếu chiếu theo quy định ở khoản 2 điều 173 của luật tố tụng hình sự năm 2015 thì giờ của bà Hằng thuộc diện được gia hạn một lần không quá 2 tháng. Rất đặt ra đặt câu hỏi, phải chăng có một âm mưu nhằm hãm hại bà Nguyễn Phương Hằng? Tại sao pháp luật quy định số lần cho phép gia hạn tạm giam để điều tra rất rõ ràng nhưng lại bị công an thành phố Hồ Chí Minh phớt lờ nó đi? Như vậy liệu có công bằng với bà Hằng hay không? Bà Hằng đã hết sức tỉnh táo và nhận ra dã tâm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nên bà đã chủ động chấp nhận bản án sơ thẩm 3 năm tù. Trong phiên phúc thẩm của các bị cáo khác, bà Hằng nói: xin tòa giảm án dù một tháng, một ngày cũng cảm thấy hạnh phúc. Đó là những gì tôi thực sự, thực tâm xin tòa. Hãy cho tôi một chút danh dự, một chút lòng tự trọng. Theo hội đồng xét xử, tuy bà Hằng không kháng cáo, nhưng đã thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi của mình, đã nộp lại toàn bộ số tiền bồi thường, nên tòa giảm án 3 tháng tù cho bà. Giới quan sát đánh giá đây là điều rất lạ lùng. Hình như bà Hằng đã được ai đó mớm cung, và có lẽ đằng sau những biểu hiện chạy án nhưng bất thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao bị án Nguyễn Phương Hằng không được đặc xá như Chu Ngọc Anh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.